Aduh nyanyi lu. Đấy. Nhảy xong rồi. Đó 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 đó. Xin chào tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một khách mời mà em đã mời đến chính. Chắc em mời đến hay là em mời đến theo ban tổ chức mời đến. Vâng, chị ấy là một MC, một nhà văn. Và chị ấy cũng góp một phần gọi là một cái khoảng gọi như nào nhỉ, gọi là góp một phần mặt của mình ấy trong một phim sắp tới đó là Ai Chết Giơ Tay của anh Huỳnh Lập. Em thích phim nó cực. Em thích. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không mời chị ấy ra, chị Lưu Hà Trinh. Yeah. Hey, what does you like to do? Vâng, hồi nãy ấy, trước khi mà chị vô ấy, em mời chị vô là bọn em có ngồi với nhau. Đó là xem là cái lúc mà chị góp phần cái phần mặt của chị vào trong bộ phim của anh Huỳnh Lập ấy là chị đóng vai gì? Trời ơi, vai đó là quan trọng lắm luôn á. Cái diễn biến tâm lý là phải rất là khủng khiếp. Em biết phim của anh Huỳnh Lập mà. Anh chị tại em biết, em có xem. Cái dòng phim là kinh dị. Đúng rồi. Bây giờ chị thử diễn một đoạn 10 giây tại em biết. Ok, 10 giây nha. Ok, xin mời. Kính thưa quý vị, nhà máy Đông Nam phía Tây vừa có một nhà kho bị cháy. Và trong nhà kho đó có rất nhiều nạn nhân đã tử vong. Tin tức được cập nhật sau tin thời sự. Đó, cái bài đó. 10 giây, hết 10 giây là hết đi về. Cảnh cách C, thấy nguy hiểm chưa, tâm lý chưa? Là có 10 giây đây thôi ạ? Là đúng nghĩa 10 giây luôn. Là sau đấy mình còn cái gì nữa cơ? Không, ra đúng, vai MC mà. Kính thưa quý vị, tin tức thời sự ngày hôm nay, cái kho của Đông Nam bị cháy và không có ai thiệt hại mạng. Cảm ơn quý vị đã. Đúng 10 giây, đúng 10 giây luôn à. Nhưng mà chị đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. À, tại sao? Bởi vì chị được lên phim điện ảnh. Hay quá. Bữa review thì em phải đi coi và ủng hộ chị. Vâng mà. Thì luật chơi như sau. Sẽ có một con gà được kẹp ở đầu gối. Dưới đầu gối là hai bắp chân. Và sau đó, nhiệm vụ của Hana sẽ là dẫn bóng theo đường số 8. Đi qua và đi về mới tính là một lần. Kiểu cái này dễ mà, tại vì cái này giống như là sa bàn ở trong cái... Chính xác. Cái xe máy đúng không? Mà chỉ có bằng lái. À, đúng rồi. Vậy? Cái này không đăng đâu. Đây là tin tốt hay tin xấu cho đội chúng ta ta? Và đội nào mà dẫn bóng nhiều lần hơn đội sẽ chiến thắng. Nếu con gà mà kêu thì hai người còn lại sẽ thụt xì dầu. Để cho chị mượn con gà đi. Làm gì vậy? Bịt miệng nó lại đã. À, không được. Không, chị làm thế là hơi quá đáng. Mình vặt đầu con gà la luôn. Đúng không? Rồi, mọi người tính ác quá. Có sẵn sàng chưa? Dạ. Để đội xanh nó biển thi trước nha. Để. Ok, hẹn. Xin mời. 3 2 1 bắt đầu. Cố lên, thấy chưa? Rồi, 1. Em đi xa quá. 2 3. Em cảm giác như em sẽ thụt xì dầu rất nhiều. 4, 5. Im lặng để đó để đếm nào. 6, 6 thôi. 8, 8 9 8 8 9 10 10 à, 10 9 10. Trời ơi. Bà nhích bước nào là bà 11, đi hơn. 13 14. À, nó kiểu ép luôn rồi. 15 16 rồi. Cái mình kéo về luôn. Té luôn. 21 cái. Đếm. 3 4 5 6 7 8 Ok, mọi người im lặng để mình nghĩ á, mọi người im lặng để nghe tiếng gà nha. Không, chị tin vào winner. 2. Chị không tin winner nữa. Em tập trung đi. Em sẽ tập trung vào những ngón chân đi. Kẹp đầu gối. Bây giờ em nhảy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chị là cái đó giàu nè. 16, 17, 18, 19. Rồi. 25 cái bắt đầu đến. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cố lên chị, cố lên. 10 11 Ôi, một chút được không? Nó mất thời gian chị chỉ nghỉ lúc nào được. 14 mới đi kêu nhé.
Một. Chị ơi, tin chị nha. Chị cũng tin chị mà. Phải hết chưa? Ê, ghê. Thông minh. Đây. Ủa, nếu là mình có 2 cái à? Kiếm 1 cái. Cho mới 1 cái thôi. Lột lên hả? Wow. Rồi vòng về chị có thể mở ra để chị làm lại cái thế. Em bắt cái trạng mình thấy ghê không? Bây giờ em phải treo ngược nó xuống nó không kêu được. Không, nó đi. Thông minh. Chúng mình hợp tác tốt đó gà. Em phải dùng cái tâm trí hợp nhất với con gà. À, đừng nói chị, đừng nói thì nó sẽ không kêu luôn. Cảm giác như con gà là bộ phận trên cơ thể của mình. Ê, chị nói ý nghĩa là mình hợp nhất thôi. 4. Rồi, về rồi. 4 2 3. Chỉ là con gà thôi mà. Yeah. Yeah. Dẫu quá. No. Và thời gian của đội săn đất biển đó chính là 4 phút 30 giây. Chị đã xem lại cái chuẩn bị chưa ạ? Cố lên. 3. Mình đã lên kế hoạch từ trước rồi, không biết kế hoạch nó thành công không thôi. 3. Không thành công đâu. 2. 1. Bắt đầu. Run run. Rồi kêu 1. 2. Ê kêu rồi nè. Vui ha. 3. Kêu luôn nè. Tối quá nó bị hiểu. 4. 5. 6. Em còn chơi nữa chị ơi. Bình tĩnh chị ơi. 8. Đây 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 đây. Chị cười. Lâu quá. Đi đi. 3, 4, 4 15, 4, 6, 15, 15, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 1, 2, 3, 4, 5, chết rồi. Mết nó xuất phát rồi, cho nhìn như xé nhát đi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chị thấy đuôi đẹp quá à. 20 cái là sụn. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Thôi em này luôn đi, em này luôn. Rồi, 3, 3, 4, 3, 5. Đó rồi, lên luôn. Cho chúng ta mình cũng không phải là người. 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 40, 40, 41. Wow, 41 cái. Xin lỗi bạn. 3, 4, 5, 6. Con bé có tội. Trời ơi, dính lắm luôn. Con bé có tội tình chi. 2, 3, 4, 5, 6. Ê, sao mày đi sai rồi, tao mình đứng đỉnh rồi. 39, 40. Ki ki ra, trả thù lại em. Anh như là em không còn chơi ấy đâu. Không, em muốn trả thù chị. Không, cái chân mình bị sụi xong mình sẽ mềm lại. Chị đã thương chị chi? 2, 3. Không tính thời gian nữa. 4. Ủa cái gì vậy? Ờ, không biết. Ủa, anh mời cho em. Trời. Không mệt quá. Nhảy đi em. Eo khổ thân bé nhờ. Rồi, 11, 12, 13. Con đừng vui em làm sao? Em muốn có người hưởng ứng gì? 5. Tập cái vụ chung với em. 6. 2, 3. 20, 20. 20 ạ. 1. 3, 4, 5, 6. Mẹ, có mấy ngày. Em ơi. Kìa cái ai làm giúp mà. Em thử thật chị ăn đi cao gót đây em. Giúp không? 20 cái thôi à. Không đi. Hãy để em. Em vui rồi. Giúp bé. 15. Làm lại từ đầu bây giờ. Không, nó giúp gì con bé nó 40 có ai giúp đâu. 18. 18. 9. 1. Rồi mới có 1 cái à. Mới có 1 cái à. Vậy là thời gian tổng cho đội xanh lá cây đó chính là 4 phút 40 giây. Đội xanh lá cây chiến thắng. 1-0. Xin chúc mừng.